rồi hai anh em thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái bộ đai đầy đủ phụ kiện cũng như là cái combo theo hệ của nó luôn anh em thì đây là combo đai của maximum anh em thì nó sẽ gồm có một cái dây đeo vai một cái dây hắt lưng điểm lưng hai túi hai bên nè và phía sau nó có một cái móc búa cái bộ đai này nó có một cái đặc điểm rất là nổi bật anh em nó có thể là vừa những cái size anh em mà à, việt nam của mình có nghĩa là cái dòng bụng nhỏ ha nó có thể siết được cái à, kích thước của cái dây hắt lưng này rất là nhỏ à, đeo rất là ôm anh em rất là ừ. êm luôn. Ngoài ngoài ra cái phần dây hắt lưng này nó còn cũng rất là dài cho nên á, anh em nào mà có sai bụng hay là cái uh, độ anh em mà nặng mà trên 75 kg thì mình chỉnh cái đôi, cái dây này ra đeo cũng rất là ok ha. Cái bộ này màu nó khá là đẹp anh em, màu đen và có viền màu xám. Cái viền này là phản quang anh em. Anh em nào mà làm mà có đèn gọi vào chiếu rất là đẹp luôn á. Rồi ở đây á có cái bộ đai này có điểm đặc điểm khá là nổi bật anh em. Nó có rất là nhiều cái chỗ để mà có thể hít những cái con vít ha. Ở đây ở dưới đây có nè ở trên ngực có nè và túi bên này cũng có luôn anh em tới ba cái vị trí luôn ha anh em nào mà đi làm là hết vít là vô tư luôn vít với đinh đó mà làm xong mình dục cứ dục đây thôi là nó hết lại à, quay lại cái cái phần túi trước đi thì túi à, túi bên tay phải của mình á thì cái chuẩn này á, là chuẩn mấy anh thợ mộc ở ở bên à, mỹ anh em thì nó sẽ à, sử dụng cái bộ đai như thế này là khá là nhiều ha nếu mà anh em về á những cái túi này mà nó thể để được ốc vít tắc kê nè ở trong đây á, anh em để được búa kèm vít rất là to luôn ha anh em Túi giữa này rất là to nè Mình để được hộp bóc hay cam ga vào đây cũng khá là ok á Ở những cái ngăn nhỏ này thì mình có thể nhắc những cái đầu vít vào đây Đây, những cái đầu bắn ton gì đó Mình có thể móc vào đây Cây vít mình có thể sọt đây ha anh em Thì cái ngăn giữa này á, anh em nào mà có cái hước Hước kéo mình có thể để vào đây Hoặc là cái điện thoại của mình, mình để ngang vào đây Ok nè Ngay vị trí này có một cái vị trí là móc hước anh em Cái này là móc hước Rồi, quay qua túi bên đây Thì túi bên đây cũng có một cái ngăn lớn ở bên kia mà để tắc kê thì bên đây anh em có thể để vít nè trong đây anh em nào làm điện lạnh thì có thể để cái bộ leo vào đây anh em nào làm điện á, thì có thể để cái mặt ổ điện Hợp công tắc á, dây điện nhỏ mình có thể để vào trong đây anh em vẫn là có hai cái ngăn nhỏ nè đó hai ngăn nhỏ phía sau mình sẽ có một cái móc búa đây một cái móc búa nhỏ ha anh em anh em nào mà xài cái hệ búa nhỏ mình máng vào đây đó là ok rồi ở phía trên ngực của mình ở ngay vị trí đây nó sẽ có một cái túi túi này khá nhỏ luôn các bạn mình à, chưa suy nghĩ là để được cái gì ở đây ha mà bên đây á mình sẽ có là một cái vị trí để hết 500 cái vị trí bên đây á anh em có thể là hết 500 trăm anh em không thích á thì anh em có thể gỡ ra để mà treo xuống phía dưới cho nên anh em nào mà làm đợi việc đội nhóm á mình có thể gắn cái bộ đàm vào đây rất là đẹp ha rồi thì uh, sơ bộ á, thì mình cảm thấy là cái bộ đai này á vừa dành cho nhỏ anh em nào mà có cái vóc dáng nhỏ và cái bộ này nhìn đeo lên cũng khá là ngầu hay các bạn đầy đủ cái combo luôn mà giá nó tầm một triệu hơn thôi đó rồi anh em có thể tham khảo ở giờ hàng ha rồi cảm ơn anh em